bố bé gái có chính dị vật giống đinh trong sọ não lên tiếng. Trong tâm trạng buồn bã, lo lắng, anh Đỗ Hữu Trung, bố bé gái 3 tuổi bị dị vật giống đinh găm vào đầu, cho biết nhận tin con gặp nạn. Anh đã rất đau buồn và lo lắng, cả đêm không ngủ được nhưng không biết phải làm thế nào. Ngày 19 tháng 1, theo ghi nhận của báo Người Lao Động, ngay từ sáng sớm, nhiều người thân, hàng xóm đã đến nhà ông DHC, 68 tuổi, canh nậu, thạch thức, ông nội bé gái DNA, 3 tuổi, bị dị vật giống đinh găm vào đầu để động viên chia sẻ với gia đình sau biến cố. Ngồi buồn bà tiếp bà con hàng xóm tại nhà, anh DHT, 38 tuổi, trú xã Canh Nậu, bố nạn nhân cho biết, khoảng 10 năm trước, anh được mọi người mai mối, kết duyên với chị NTL, 27 tuổi, trú cùng xã và sinh được ba con, cháu DNA là con Úc. Khoảng tháng 2 năm 2021, hai vợ chồng anh đừng ai nấy đi, anh T được quyền nuôi hai con lớn. Chị L đưa DNA đi đâu sống không ai biết. Từ ngày L, đưa con đi, hai người sống thế nào tôi không nắm được cô ấy cũng ít đưa con về. Nhận tin con gặp nạn tôi rất đau buồn, cả đêm không ngủ được nhưng không biết phải làm thế nào, anh Tê buồn bã nói. Nghe tin cháu nội nguy kịch, ngay trong tối qua ngày 18 tháng 1, ông DHC cùng với người thân từ canh nậu ra bệnh viện sanh nhưng chưa được tiếp xúc với cháu. 12 giờ đêm, ông C cùng với một số người thân lại trở về nhà, tiếp tục chờ thông tin của cháu. Dù rất mệt mỏi, ông C cho biết thông tin về tình hình sức khỏe, tính mạng của cháu gái ông mới là quan trọng nhất. Tất cả mọi người trong gia đình đều từng phút, từng giây chờ đợi thông tin về cháu. Theo ông C, thời điểm khi vợ chồng anh T chưa ly hôn, chị L là một nàng dâu tốt, chăm con, chăm chồng và bố mẹ chồng rất đàng hoàng. Tuy nhiên, đầu năm 2021, chị L bất ngờ bỏ đi một tháng và gia đình ông C nhận thông báo của Tòa án Nhân dân huyện Thạch Thất cho biết con dâu nộp đơn ly hôn. Theo ông C, từ khi con dâu bỏ đi, ông và gia đình đã đi tìm về để khuyên bảo nhưng không được. Đến khi ly hôn, Chị L đưa cháu DNA đi đâu không ai biết và cũng rất ít khi về thăm ông bà nội, chỉ khi khó khăn mới đưa cháu về gửi. Khi bố mẹ cháu chưa ly hôn thì tình trạng sức khỏe của cháu DNA hoàn toàn bình thường. Nhưng sau khi bố mẹ ly hôn, có nhiều bất thường về sức khỏe bé DNA trong đó. A từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó khoảng 2 tháng, bé lại nhập viện ở thạch thất vì có dị vật đường tiêu hóa. Không bằng lòng với những gì xảy ra với cháu nội nhưng ông C không báo công an vì muốn dị hòa vi quý muốn mẹ cháu quay lại với bố nên không truy vấn. Cùng với đó, chị căn dặn mẹ bé phải cẩn thận, chăm lo cho con nhiều hơn. Về phía chính quyền xã Canh Nậu, ông Nguyễn Trung Chi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cho biết cả hai bên gia đình nội, ngoại của đều có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Khi xảy ra vụ việc, chị cùng cháu A không ở trên địa bàn xã. Ngay sau khi nhận được tin báo từ sáng ngày 18 tháng 1, xã đã báo cáo chính quyền huyện Thạch Thất, công an huyện Thạch Thất để điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện cũng đang chờ kết luận của cơ quan công an hiện cháu bé đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện mẹ cháu thì đang làm việc với cơ quan công an ông chi nói các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chu thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé